Xin chào tất cả mọi người ha. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chơi Power Quadio và mình sẽ chơi chế độ Arcade. Ok. Và bữa nay là ngày chơi là ngày 7 tháng 2 năm 2024 bạn. Đây. Và mình rất thích chơi nhân vật MV này, mình sẽ chọn MV. Vâng. Và chơi con khỉ lộc này đầu tiên ha. Tiếp tục nha bạn. Hay chọn một luôn. Tiếp tục không? Thank you.
Ok. Tiếp tục.
trên mạng đó phải. Game, yeah, no, no.